thao. Và thấy quán của anh em chúng con hoành tráng không? Ôi, đẹp quá. Tần năm như gì? Để con vào pha cho bà cốc nước nhá. Tôi, ai đưa con ra đây đấy? Dạ không, con đưa con ra đây ạ. Chị Hà ơi. Chị đây, chúc mừng chị nhá. Có cậu con rể hôm nay khai trương cửa hàng to nhất làng, mắt mày mắt mặt chị nhá. Trộm vía, mãi thì nó cũng mở được cái quán ra hồn. Chúc mừng chị và cháu nhá. Cảm ơn em. Thấy quán của bọn con thế nào ạ? Tốt lắm, lần này thì cố mới làm ăn đấy nhá. À bố đâu? Bố đi đón chú Lộc, lát mới qua. Với cái quy mô quán nó như thế này, chỉ tầm 3 đến 6 tháng thôi là coi như vợ chỉ việc đếm tiền mỏi cái tay. Lúc đấy tha hồ có tiền nâng cấp cái Helong Shop cho nó một đẳng cấp hoàn toàn mới. Trời ơi, anh thì chỉ giỏi đếm cua trong lỗ thôi. Vợ phải tin anh chứ. Bọn anh quyết tâm rồi, lần này đã làm là chỉ có thành công thôi. Mẹ ơi, mẹ có một lon sữa chua được luôn con trai, đi vào đây. Tiền. Quyết định chắc chưa? Chắc rồi anh ạ. Phải trả lại quán thôi. Không nghĩ là cái khu vực này lại vắng khách quá trời thế. Vậy đây nhá, theo hợp đồng ghi rõ, cậu thuê của tôi là 9 tháng, đã trả cọc 3 tháng, rồi cậu còn nợ tôi 6 tháng là 42 triệu. Vâng. Toàn bộ bàn ghế này, đồ pha chế này, tôi đã giúp cậu thanh lý rồi. Được 42 triệu 500. Thì bây giờ tôi đưa cậu 500, rồi cậu ký vào đây giúp tôi thanh lý hợp đồng. Anh ơi, sao lại ít thế hả anh? Toàn bộ bàn ghế này, rồi đồ pha chế, cả biển hiệu nữa, bọn em sắm mới hết đấy. Ngon nghe cũng gần 100 triệu đấy. Lúc cậu mua thì nó là đồ mới, thế còn bảng hiệu là tên của quán các cậu, ai mà dùng được. Anh ơi, anh xem thế nào anh giả thêm cho bọn em đi, chứ toàn đồ mới thế này thì rẻ quá anh ạ. Cậu buồn cười nhỉ, cậu bảo đây là đồ mới, thế cậu tự đi mà bán. Sao? Thế nào? Có chốt không? Chốt thì ký vào đây. Rồi, tôi gửi cậu. Cậu mang quạt đi đâu ấy? Đồ của chúng tôi thì chúng tôi mang về. Tất cả những đồ trong quán này giờ là của tôi. Tiến đã ký hợp đồng thanh lý với tôi rồi này. Mày thanh lý bao tiền đấy? Thì trừ 6 tháng tiền nhà ra thì còn 500. Cái gì?